Bác nhá, em Phạm Huấn đây. Đấy cái bàn rung đúc con kê bê tông này. Đấy cái viên khay đúc viên kê đây. Đấy cái bàn này, em đang dựng đứng nó lên đi các bác nhá. Chiều cao của nó là chiều dài là 1m2, chiều cao là 40 cm và chiều rộng là 60 cm. Đây số điện thoại của em đây. Anh em các bác cần cái bàn rung này có thể liên hệ này. Đây, hàng rất là chất luôn anh em các bạn nhá. Cực kỳ là ngon lành luôn. Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp để em tư vấn cho các anh chị về em chuyên cung cấp cái bàn rung đúc con kê bê tông này. Đây. Đấy. Sắt rất là dày dẫn và chắc chắn luôn các bác nhá. Đây. Sắt cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Thì anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ. Đấy, đây.